Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Converter. Ngày hôm nay mình đang có bộ PC, thế nhưng cái chủ đề là không phải cấu hình mình đang có, mà chúng ta hãy cùng nhau nói về một khía cạnh đi, đó là tản nhiệt dành cho CPU. Thì với những hệ thống tản nhiệt dành cho CPU, anh em thường xuyên sử dụng những cái hệ thống như thế nào? Nếu mà đơn giản nhất thì chúng ta có thể cắm luôn tản nhiệt stock. Cả các CPU của Intel và AMD thì đều có sẵn tản nhiệt stock và việc lắp đặt cực kỳ dễ dàng. Thậm chí với i9 đời mới, chúng ta còn có một hệ thống tản nhiệt riêng luôn và việc cắm vào nó làm mát cho CPU cũng khá ổn. Thế còn cao tản nhiệt stock đi thì chúng ta có tản nhiệt khí. Tản nhiệt khí ở trên thị trường thì chúng ta có rất nhiều những mẫu mã, từ siêu rẻ cho tới những mẫu tản nhiệt cao cấp. Rẻ nhất thì chúng ta có những cái mẫu tản nhiệt chỉ khoảng 200 hoặc 300 nghìn, hoặc là cao một chút 700 nghìn là đã có thể tản nhiệt rất tốt dành cho CPU rồi. Và cao cấp nhất thì chúng ta có những hệ thống tản nhiệt cao hơn của nóc tua chẳng hạn, có mức giá khoảng vài 3 triệu đồng. Thế nhưng chúng ta hãy quay về những khía cạnh đi, những anh em nào mà sử dụng cho game thủ thôi thì hơn tản nhiệt khí đi, chúng ta có tản nhiệt gì? Chúng ta có tản nhiệt nước All-in-One và dĩ nhiên cao cấp nhất là tản nhiệt nước custom. Tuy nhiên thì không phải game thủ nào cũng có thể mua tản nhiệt nước custom, và mình sẽ lấy khía cạnh là những anh em nào có thể mua về và tự sử dụng được. Thì với tản nhiệt khí chúng ta có thể sử dụng luôn cũng được, tuy nhiên thì mình nghĩ là những anh em nào mà sử dụng CPU Intel Core i3 hoặc là CPU Intel Core i5 thì mới nên sử dụng tản nhiệt khí có sẵn thôi, tức là tản nhiệt stock ấy được trang bị ở trong vỏ hộp. Còn những anh em nào mà sử dụng CPU cao cấp hơn như là Intel Core i7 hoặc Intel Core i9, chúng ta có thể cân nhắc giữa hai lựa chọn, một là tản nhiệt khí và hai là tản nhiệt All-in-One. Thì với tản nhiệt khí thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm mà có sự lựa chọn cực kỳ đơn giản. Anh em có thể mua bất kỳ một sản phẩm nào mà anh em thích. Thì với những mẫu CPU như Intel Core i7 đổ xuống đi, thế hệ thứ 12, thì cái mức tiêu thụ của CPU loanh quanh khoảng chừng 200W là tối đa, còn khi mà chúng ta sử dụng thông thường chỉ khoảng 125-150W. Thế nên hầu hết những hệ thống tản nhiệt khí ở trên thị trường thì đều có thể gánh được. Tất nhiên thì với một số những cái anh em nào mà sử dụng thường xuyên hardcore quá, sử dụng CPU dòng cao mà có áp suất một chút, thì anh em có thể cân nhắc lên những hệ thống tản nhiệt khí, một là cao cấp và hai là sang tản nhiệt nước All-in-One. Thì với tản nhiệt nước All-in-One thì chúng ta có những cái lợi thế như nào? Trước tiên là về mặt giá cả đi. Khi mà chúng ta so sánh tản nhiệt nước All-in-One với tản nhiệt khí, thì khi mà anh em đã nhận được một câu nói rằng là nếu như tản nhiệt nước All-in-One 1 triệu và tản nhiệt khí 1 triệu thì cái hiệu năng của tản nhiệt khí chắc chắn sẽ hơn. Về mặt cơ bản thì câu này không sai, tản nhiệt khí ở trên thị trường 1 triệu cũng đã có những hệ thống tản nhiệt khí khá là cao cấp rồi. Còn với 1 triệu đồng mà nếu anh em mua thì hầu hết sẽ là tản nhiệt nước All-in-One kiểu 1W thôi. Và 1W như vậy mà làm mát cho những mẫu CPU cao cấp thì chắc chắn là không thể được. Thế nên mình cũng không phủ nhận câu đấy. Còn đây thì mình sẽ nhắc đến cái khía cạnh cao hơn đi. Chúng ta mua những hệ thống tản nhiệt nước All-in-One có cái W 240 hoặc là 360 thì những cái lợi thế chúng ta lắp đặt sẽ là như nào? Thứ nhất là về cái cách lắp đặt, chúng ta là cực kỳ đơn giản. Khi mà anh em nhìn vào phần vỏ hộp thì trông có vẻ là sản phẩm này trông khá to đấy. Thế nhưng khi mà chúng ta lắp đặt vào rồi thì lại trông cực kỳ gọn gàng. Với cái rack tản nhiệt là nơi để chúng ta có thể gọi là nước làm mát đấy, thì chúng ta có thể đặt vào một chỗ, chỗ ấy là có sẵn trong hầu hết những vỏ cây đều được thiết kế riêng rồi. Còn cái quan trọng là cái block và dây dẫn, khi mà đặt vào thì nhìn cái bộ PC của chúng ta trông sẽ nhỏ gọn hơn. Và hệ thống tản nhiệt nước đây thì cái việc lắp đặt cũng sẽ dễ dàng thuận tiện hơn, bởi vì một số hệ thống tản nhiệt khí cao cấp nhá, mình đang nói dòng cao cấp thôi, có những dòng bình thường thì mình không nhắc tới, cái tháp ấy nó quá dài và thành ra là khi anh em chọn vỏ cây anh em cũng phải cân nhắc. Còn với tản nhiệt All-in-One thì gần như chúng ta không phải cân nhắc quá nhiều. Tiếp theo nữa là về hệ thống tản nhiệt, mình sẽ xét trên khía cạnh là khi mà anh em sử dụng tản nhiệt bình thường bay thẳng lên tản nhiệt nước All-in-One thì có những điểm gì đặc biệt. Mình sẽ lấy ví dụ là mẫu CPU Intel Core i9 12900F. Khi mà anh em sử dụng tản nhiệt khí, tản nhiệt stock có sẵn thì cái nhiệt độ của CPU khi chơi game sẽ loanh quanh khoảng chừng 80 độ C và CPU sẽ tiêu thụ khoảng 100W điện. Với một số những anh em cơ bản giống như mình thì mình thấy 80 độ C là khá bình thường, nhưng với những anh em nhiệt thủ nhìn thấy 80 độ C là cực kỳ sốc luôn, chắc là kiểu lo lắng xem liệu CPU có bị hỏng hay không. Dĩ nhiên thì CPU không bị hỏng rồi, chẳng qua là nhiệt độ cao thì anh em thấy ám ảnh mà thôi. Còn với tản nhiệt nước All-in-One thì khi mà chúng ta cắm vào, CPU vẫn tiêu thụ 100W điện, thế nhưng cái nhiệt độ lại mát mẻ hơn rất nhiều. Lúc này thì nhiệt độ của CPU giảm xuống chỉ còn khoảng là 60 độ C trong suốt thời gian mà quá trình mình trải nghiệm và chơi game. Như vậy là anh em cũng đã có thể thấy được khi chúng ta lắp tản nhiệt nước All-in-One thì cái hiệu quả tản nhiệt cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tất nhiên thì với những hệ thống tản nhiệt chúng ta sẽ luôn đi kèm với một thứ mà một số anh em hay sợ là rủi ro. Rủi ro ở đây là gì? Thứ nhất là đây là một sản phẩm được hoạt động với rất nhiều linh kiện điện tử. Chúng ta có cái hệ thống ở đây, ở trong cái phần block CPU này chúng ta có cả bơm, có mọi thứ luôn, có cả cảm biến ở trong đấy. Tất nhiên sẽ có rất nhiều anh em lo lắng đó là khi mà tôi dùng tản nhiệt nước All-in-One chẳng may hỏng thì sao? Về mặt cơ bản đi, những cái hệ thống như RAT này nếu anh em mà không chọc tay vào thì sẽ không bị hỏng được. Những cái ống dây này mà anh em không tác động lực vào thì cũng không thể hỏng được. Tuy nhiên
cái phần block CPU đấy là nơi chứa rất nhiều thành phần linh kiện. Chúng ta có cả bơm, có cái bảng mạch ở trong đấy, nếu mà hỏng thì chắc chắn sẽ là vứt đi rồi. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm tản nhiệt nước thì đều có thời gian bảo hành khá dài. Thông thường chúng ta sẽ có thời gian bảo hành tối thiểu là 2 năm, và một số hãng như ví dụ như NZXT đi, có những hệ thống tản nhiệt họ bảo hành lên tận 6 năm. Vậy thì với cái thời gian dài như vậy, mình nghĩ anh em cũng không cần phải quá lo lắng về cái độ bền đâu, miễn là anh em đừng tác động vào, chứ đừng có ông nào kiểu làm rơi này, ông tác động vào làm nó bật ra xong bảo tự nhiên nó hỏng. Tất nhiên thì như thế làm sao gọi là tự nhiên được, đấy gọi là phi tự nhiên, các ông tác động vào nó hỏng chứ có phải là bỗng dưng nó hỏng đâu. Về mặt giá thì sao? Với tản nhiệt stock chúng ta sẽ không cần phải đắn đo về giá, bởi vì CPU khi chúng ta mua thì đã được tặng kèm rồi, thực tế là tính kèm luôn giá của tản nhiệt rồi, chứ cũng không phải là hãng tặng kèm cho chúng ta đâu, chúng ta có luôn rồi, chúng ta lắp vào mà dùng luôn thôi. Với tản nhiệt khí chỉ khoảng từ 300 đến 700 nghìn đồng là đã dùng rất tốt rồi. Còn hệ thống tản nhiệt All-in-One chúng ta sẽ có những cái mức đầu tư tối thiểu loanh quanh khoảng chừng là 1.8 triệu, và cao nhất thì có thể đạt được 6 đến 7 triệu, hoặc thậm chí là 10 triệu cho hệ thống tản nhiệt All-in-One. Cái chi phí đầu tư cũng cao hơn, thế nhưng cái hiệu quả mà chúng ta nhận được cũng lớn hơn. Vậy thì bộ PC của anh em đang sử dụng tản nhiệt gì thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Mình trước nhá, ở nhà thì mình dùng tản nhiệt khí 200 nghìn. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.